Xin thành tâm sám hối với chư thầy cô cũng như tất cả chư vị. Tình nãy này, nghiệp chương còn nặng quá cho nên bệnh rề rề. Trong khi nói với chư vị mà còn đang ho sụ sụ, cho nên nếu có gì sai sót, xin chư thầy cùng tất cả chư vị thông cảm cho nhé, tha thứ cho nhé. A Di Đà Phật.